Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày mưa mù ẩm ướt hết sức khó chịu. Thậm chí là ngày hôm nay khi ra đường thì cảm giác rét buốt gia tăng khi vừa có thêm những sóng lạnh tràn về nước ta. Ngày mai dạng thời tiết này tiếp tục duy trì và có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Sáng nay, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội đã giảm xuống 15 độ, thấp hơn 5 độ so với sáng qua. Nền nhiệt thấp cộng với tình trạng mưa phùn và sương mù dày đặc khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Những đoạn đường đang trong giai đoạn thi công cũng trở nên trơn trượt, lầy bùn. Tình trạng thời tiết này đã duy trì trong khoảng 3 ngày, khiến độ ẩm trong không khí ở mức trên 95%. Ẩm ướt cũng là điều kiện thuận lợi để các vi sinh vật phát triển và cũng là môi trường cho muỗi sinh sôi, khiến bệnh sốt xuất huyết có thể gia tăng. Những ngày qua, số lượng bệnh nhi đến khám tại các bệnh viện ở Hà Nội đã gia tăng nhanh chóng. Trẻ nhập viện vì các bệnh hô hấp, viêm phổi và viêm phế quản. Dự báo tình trạng thời tiết này sẽ còn tiếp diễn ở Bắc Bộ trong Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và còn kéo dài trong cả tuần sau. Nguyên nhân là do những khối không khí lạnh vẫn tiếp tục tràn về, lại có xu hướng lệch về phía biển nên mang theo nhiều hơi ẩm vào đất liền.